Vâng, thưa bạn rằng là phẫu thuật nâng đứt thần kinh là một cái phẫu thuật cũng tương đối là nhẹ nhàng, về cái kỹ thuật làm thì rất là nhẹ nhàng đó. Tuy nhiên là để phẫu thuật với trẻ con độ tuổi nhỏ là thì phải gây mê nội khí quản đó. Gây mê nội khí quản là một cái rất là nguy hiểm với những trẻ nhỏ, cho nên là chỉ định rất là cân nhắc. Và cái thời gian điều trị sau phẫu thuật thì nó rơi vào khoảng 3 đến 7 ngày, có thể là lâu hơn, có thể là chậm hơn, cũng có thể là 1-2 ngày ra được. Nhưng tuy nhiên là những trường hợp đó thì ra hơi non và phải dùng thuốc ở nhà. Và nếu được ở cơ sở y tế, các bác sĩ kiểm tra cho hàng ngày khoảng 3-5 ngày thì sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Đó, cho nên là cái thời gian điều trị sau phẫu thuật nó rơi vào khoảng trên dưới 5 ngày các bạn ạ.